Hiện trạng các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine thời gian qua vừa được nhóm phóng viên điều tra tờ New York Times của Mỹ phản ánh. Theo đó, từ khi Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi giúp đỡ, hàng ngàn người đã hưởng ứng. Một số gia nhập các nhóm quân sự như nhóm Liên Dương Quốc tế mà Ukraine đã thành lập cho các chiến binh ngoại. Số khác tham gia vai trò hỗ trợ hoặc gây quỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những tình nguyện viên được đào tạo và đã thực sự giúp đỡ được cho Ukraine, cũng có những đối tượng thiếu cả kỹ năng lẫn kỷ luật trong việc giúp đỡ Ukraine, nhất là nhiều người với quá khứ bất hảo đã cắm sâu vào nhóm Liên Dương và vô số các nhóm tình nguyện viên khác. Tờ báo nổi tiếng của Mỹ cho rằng, sau một năm chiến sự, nhiều người trong số các nhóm chiến binh tình nguyện này đang phải chiến đấu với chính mình và đang phá hoại chính các nỗ lực chiến đấu mà họ cam kết trước đó. Một số người lãng phí tiền bạc hoặc mất ý chí chiến đấu, số khác thì khoác lên mình dáng vẻ từ thiện, trong khi trên thực tế lại tìm cách hưởng lợi từ cuộc xung đột vũ trang.